Báo chí chính thống có làm người dân chủ quan về COVID-19 hay không? Những ngày gần đây, khi số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng mạnh, nhiều tổ chức cá nhân chống đối đã đồng loạt công kích các hoạt động tuyên truyền nhằm ca ngợi thành tích chống dịch của nhà nước. Chẳng hạn, khi trả lời phỏng vấn VOA hôm 20 tháng 7 năm 2021, Nguyễn Lân Thắng có nói: "Báo chí thay vì phản ánh trung thực các vấn đề cũng như chỉ ra những bất cập trong việc phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân thì lại chỉ theo kiểu tô hồng, rất lạc quan, làm cho người dân ở các tỉnh khác rất chủ quan đối với bệnh dịch này." Khi đưa ra ý kiến vừa nêu, ông Thắng không kèm theo dẫn chứng. Vấn đề của hướng tuyên truyền này là nó không ăn nhập với hiện thực. So với người dân ở nhiều nước phương Tây, người Việt Nam hơn hẳn về mức độ thận trọng với COVID-19. Hậu quả của COVID-19 ở các nước phương Tây cũng rõ ràng hơn hẳn Việt Nam. Như vậy, có hay không có lý do để Nguyễn Lân Thắng cho rằng người dân Việt Nam chủ quan trước COVID-19? Thành công 3 đợt dịch bệnh COVID-19 tấn công Việt Nam trước đó, báo chí nước ngoài, các chuyên gia, tổ chức uy tín về lĩnh vực y tế đều thừa nhận vai trò quan trọng của công tác truyền thông được Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ. Thông tin về dịch bệnh được thông báo trên báo chí từng giờ, trên mọi hình thức truyền thông liên tục tới tất cả những người dân để nắm bắt và tham gia. Tiếp đến, cũng không thể nói rằng báo chí Việt Nam chỉ đưa tin theo kiểu tô hồng, chứ không phản ánh trung thực các vấn đề, cũng như chỉ ra những bất cập trong việc phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh. Cảnh báo về diễn biến nguy hiểm của COVID-19 ở Việt Nam được đưa ra hàng ngày, không những qua báo chí mà còn qua các tin nhắn trên điện thoại di động và các mạng xã hội như Zalo, gần như không bỏ sót bất cứ thuê bao điện thoại nào. Và khi công kích các bất cập của cách phòng dịch tại Việt Nam, trong hầu hết các trường hợp, giới chống cộng cũng lấy thông tin từ báo chí chính thống. Với các biểu hiện trên, khó có thể cho rằng báo chí chính thống làm người dân Việt Nam chủ quan về COVID-19. Trong khi đó, ngay từ khi bùng phát dịch bệnh, nhóm người tự nhận đấu tranh dân chủ cho Việt Nam lại chạy theo báo chí phương Tây. Không ít kẻ là fan cuồng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nCoV không nguy hiểm hơn cúm mùa, công kích, lên án biện pháp cứng rắn phòng chống dịch kiểu cộng sản, hưởng ứng biện pháp miễn dịch cộng đồng. Hiện nay, nhiều nhà dân chủ, tiêu biểu là bác sĩ Hồ Hải, Trương Văn Dũng vẫn đang tuyên truyền chống vaccine ngừa COVID-19 và tẩy chay khẩu trang. Ngay đến thời điểm hiện nay, khi dịch bệnh với biến chủng Delta khiến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bùng phát ca bệnh, thì fanpage Việt Tân với tài khoản mạng xã hội của các nhà dân chủ ra sức công kích biện pháp chống dịch cứng rắn kiểu ngăn sông cấm chợ, rồi than vãn nhà nước chỉ lo chống dịch, bỏ mặc dân cùng cực. Nói chung, dân chúng càng khó khăn, khu vực phong tỏa ngăn chặn tâm dịch càng gay gắt thì các ông bà dân chủ càng ra sức rơi nước mắt cá sấu, khóc lóc thương dân như thể chỉ có họ mới biết lo cho tính mạng của người dân Việt vậy. Thật khôi hài khi giới dân chủ lại đưa ra sáng kiến đòi báo chí chính thống làm điều mà lâu nay họ luôn từ chối thực hiện.